trăng rằm. Ủa, các bạn cũng đi rước đèn hả? Đúng rồi, bọn mình đang rước đèn lên cung trăng chơi hội với chị Hằng nè. Năm nay, đèn bạn nào đẹp nhất sẽ được một phần bánh trung thu thiệt là bự do chính tay chị Hằng làm đó. Ồ, chắc là ngon lắm đây. Vậy thì mình thắng chắc, đèn mình là đẹp nhất đó. Nè nè, đèn của mình cũng bự lắm đó nha. Thôi thôi, bọn mình cứ rước đèn lên cung trăng đi, rồi chị Hằng sẽ quyết định. Chứ mà cứ ở đây hoài thì sẽ trễ đó. Thôi thôi, các bạn đi trước đi. Mình chợt nhớ là nãy mẹ mình nhờ đi đưa đồ. Một lát nữa mình đuổi theo sau. À, vậy cũng được, tụi mình đi chậm chậm chờ ha. Cảm ơn các bạn nha. À, cầm cái đèn nhỏ xíu. Xấu quá, cái này lên cung trăng là thua chắc luôn. Sao thua như vậy? Mình sẽ mượn một ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất ở đây để làm đèn chiến thu. Thắng là cái chắc rồi. Để xem ngôi sao nào đẹp nhất vậy ta. À, đây rồi. Đang làm gì vậy? Bất tỉnh rồi. Kế hoạch thành công. Ủa, không biết trốn đâu rồi ta. Mình đây. Mình đuổi kịp rồi nè. À, chào mừng các bạn nhỏ đã tới cung trăng. Chúng em chào chị Hằng. Wow, đèn bạn nào cũng lung linh hết. Nhưng mà đèn của em là đẹp nhất á chị. Bậy, đèn của em là đẹp nhất. Chị thấy đèn của mọi người rồi, còn bạn đốm thì sao? Đèn của em nè. Hả? Trời đất ơi. Wow, đèn của đốm đẹp quá à. Wow, đèn của đốm đẹp nhất rồi đó. Mấy bạn quá khen rồi. Bonita, bắt công. Hả? Không phải là đèn lồng mà là ngôi sao thiệt. Ủa, ngôi sao thiệt hả? Bạn hiếu thắng đến nỗi bắt cóc ngôi sao để đi thi sao đó. Có nhiều cách để chiến thắng, nhưng làm hại người khác để giành chiến thắng là hành động vô cùng ích kỷ đó đó mà. Mình xin lỗi bạn ngôi sao nha, tất cả là lỗi của mình. Thôi, mình không có giận bạn đâu, nhưng bù lại mình sẽ ăn hết phần bánh trung thu của bạn hôm nay luôn. Mẹ, không có được đó nha.